gương sang chảnh không rảnh làm thơ. Cơ mà bận đến mấy thì chị Kính vẫn phải lên câu đố cho anh em giải nè. Liệu anh em có thể nhìn đồ vật đoán tên TikToker không nhỉ? Vào việc nhé. Câu 1, nhìn mô hình hộp nhảy này là bạn nghĩ ngay đến TikToker nào? Trời, 90 anh em ở đây nghĩ đến đám cưới của chị Mèo Ú và anh Lê Trung Hoàng luôn nè. Trời, thông minh đấy chứ, đám cưới linh đình thế này cơ mà. Để đu chen chị tóc đỏ đấy mà. Câu 4, ai là TikToker sở hữu chiếc búa siêu to khổng lồ của Blackpink nhỉ? Xin chào các cháu nha, Phạm Thoại đây. Chiến nhất mùa đua idol là đây chứ đâu nữa. Câu 5, vậy ai có mái tóc màu xanh? Chuẩn luôn, fan hero team đoán nhanh thật đấy. Đó chính là chị Mèo Simi. Không chỉ tóc đâu mà gì cái gì cũng màu xanh hết á. Ai chẳng muốn mình xinh, ai chẳng muốn lên sóng được lung linh. Em cũng muốn được khen được ngắm nhìn. Em biết mình có thiếu sót ở đâu, em cũng biết mình có lẽ bay cao. Sống ao nhưng em không hề sâu. Câu 6, chị em tốt của Simi sở hữu mái tóc vàng ánh kim là ai nhỉ? Câu 7, nhìn chiếc biệt phủ màu trắng to đùng này, bạn đoán tên TikToker đi nào? Cha, biệt phủ của anh Đỗ Đạt đây rồi, lại còn vừa cưới vợ nữa chứ. Đúng là đại gia ngầm lầm lì xì ra khói. Câu 8, idol nhí nào đây nhỉ? Fan gãy TV điểm danh cái đi, em bé khoai tây của các bạn đây nè. Dễ thương thế không biết, cô cậu này chuẩn bị chiếm trọn spotlight của team gãy rồi. Ai nói phải làm thì mới có ăn? Đấy, tao đây, tao có phải làm gì đâu. Cành vàng lá ngọc như tao mà phải đi làm hả? Ông bà già phải cơm bưng nước ngót ngày ba bữa, có khi buồn tao còn học ăn nữa. Ở chứ đó mà bắt tao đi làm. Tao chỉ việc ăn, nằm một chỗ, xong ông bà già dẫn đi ẻ, đi đái, đi chơi, vậy thôi. Câu 9, nhìn bộ quần áo này là bạn nghĩ ngay đến TikToker nào?
đây Phương Hoa phối đồ quá là xinh luôn. Nhìn hách dáng kinh khủng luôn á. Hội chị em tha hồ và xin vía này, đẹp quá trời quá đất luôn. Ông ơi, bộ đồ thỏ đen hồng này là của hai TikToker nào nhỉ? Là Bảo và Number đi xem các chị Blackpink mà hài thế không biết, diễn như không diễn luôn, hết nấc anh em ạ. Câu 11, idol top top nào không sợ đau mà lại sở huyên vào lưỡi thế này? Là chị Lê Bống, chỉ có bộ não thiên tài mới nhớ được. Trước đây chị Lê Bống thường xuyên sở huyên lưỡi này, bây giờ thì dịu dàng hơn nhiều, chị kính suýt là không nhận ra luôn đấy. Xuất sắc, hot girl chứng rán cần mỡ bắp cần bơ Trần Thanh Tâm nè cả nhà.
trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần cộng cơ. Câu 18, bạn thấy Trần Thanh Tâm hay chị Hoa Hanasi nhảy đẹp hơn nhỉ? Còn bạn chọn ai thì comment nhé. Câu 19, câu cuối cho anh em thử tài. Chiếc áo ngắn này gắn liền với TikToker nào nhỉ? Đúng là TikToker Tiểu Hí đấy cả nhà ơi, huyền thoại Hạ Còn Vương Nắng năm 2021 nè. Đừng quên đăng ký kênh Chị Kính Đố Vui để đón xem những video sắp tới nhé. Xin chào!